Cứ tình hình này, tôi sợ trong thời gian tới, công ty chúng ta sẽ không thể trụ được, thưa chủ tịch. Chẳng lẽ không có phương án nào khác hay sao? Chúng ta vẫn còn một phương án, đấy là cố gắng kêu gọi thêm nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng ta đang vướng phải tranh chấp và đấu đá với công ty đa gia. Bên họ cố tình kêu gọi và giữ những cổ đông quan trọng. Vì vậy, việc kêu gọi vốn càng khó khăn hơn nữa. Bên phía công ty đấy liên tục làm khó dễ với mình, xem ra tình hình thật sự là khó khăn rồi. Thôi được rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Dạ vâng ạ. Mày tệ thật đấy Toàn ạ. Điều hành công ty suốt ngày gặp trở ngại, bây giờ còn tới cái mức là uống say khướt giữa ban ngày thế này. Thanh toán em ơi. Ơi, chị ơi, cho em cốc nước. Đợi tí nhá. Của cậu đây. Em gửi tiền luôn này. Đợi tí nhá, tôi trả tiền thừa. Thôi chị ơi, chị cứ giữ cả đi. Trời đang nắng lắm, chị bán hết hàng sớm đi rồi về nghỉ sớm. Cảm ơn cậu nhá. Tại sao lại theo dõi tôi? Cô muốn gì? Cái con hẻm này vắng như vậy, chẳng lẽ tôi phải nói toẹt ra là tôi là cướp đấy à? Anh mang tiền ra đây sao? Nhưng chẳng phải cái thẳng thắn như vậy thì tốt hơn sao? Anh... Hôm nay tôi đang có hứng tiêu tiền và gặp cô ở đây. Không biết là may mắn hay xui rủi ấy nhỉ? Cầm lấy đi, trước khi mà tôi đổi ý. Anh... Nếu không ấy, một đồng cũng chẳng có đâu. Bộ dạng như thế thì đòi làm gì mình mà mạnh mồm chứ. Nhưng thôi, cứ bỏ đi thôi. Anh ta cũng là người tốt bụng, còn ở đây dây dưa cũng chẳng có ích lợi gì. Con hẻm này vắng, lại thiếu an ninh. Tốt nhất ấy là anh nên quay đầu, đi đường khác thì hơn. Sao thế? Kiếm được cả một cục tiền mà không định chia cho bọn này tí nào à? Thôi, đưa tao cầm cho, đỡ nặng tay. Chúng mày là ai? Mà dám mở mồm ra bảo tao chia tiền? Tao nói cho chúng mày biết nhá, hôm nay là lần cuối cùng tao làm cái công việc bẩn thỉu này. Nên đừng mà gây khó dễ cho tao. Con danh này, mày lão với bố mày à? Xử lý nó. Anh có sao không? Không sao. Cũng may chỉ là vết sượt qua da thôi, nhưng mà cũng phải băng bó cẩn thận, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Trung tâm y tế cách đây cũng xa lắm. Hay là nhà tôi gần đây, anh cứ về nhà tôi đi. Tôi xin lỗi, tôi làm anh đau à? Đây là lần đầu tiên sao? Việc gì cơ? Lần đầu tiên đi ăn cướp. Tôi đã nghe cô nói chuyện với bọn Zuko như vậy mà.
tại sao lại như vậy? Đúng. Đây là lần đầu tiên của tôi. Bố mẹ tôi mất do một tai nạn. Bỗng nhiên tôi và em trai của tôi trở thành trẻ mồ côi. Tôi đã rất cố gắng để làm mọi việc, nhưng mà không thể nào mà cầm cự nổi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Nhưng mà em trai tôi, nó vẫn còn phải đi học. Tôi đã cố gắng tìm việc làm, nhưng làm đâu thì đều hỏng đó. Chả làm được việc gì ra hồn cả. Hôm nay là ngày cuối cùng mà em tôi phải đóng học phí, nên tôi đành làm liều vậy. Tôi không muốn nó lại trở thành một đứa thất học giống như tôi. Nhưng mà cầm tiền bất chính chưa được 3 giây thì đã bị có báo ngay rồi. Để tôi trả lại anh tiền. Thôi, cô cứ giữ đi. Coi như là tôi quên chuyện tiền bạc rồi. Ngày hôm nay của tôi cực kỳ xui xẻo, cho nên tôi cần phải tiêu tiền để xả xui đấy. Cứ giữ lấy nhá, không phải lo nghĩ gì đâu. Anh không đòi lại chứ? Nhìn tôi giống người đòi lại tiền lắm à? Cảm ơn anh. Tôi mượn, anh hãy cho tôi phương thức liên hệ, tôi nhất định sẽ trả lại anh. Vậy tiếp theo cô tính là mình sẽ làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không có bằng cấp nên không thể xin việc ở đâu cả. Em chào chị Vương. Sao em không đợi chị đón mà tự đi bộ về thế? Tại em thấy chị làm việc cực khổ, không muốn chị mệt. Với cả cô giáo em cũng bảo là đi bộ nhiều cho khỏe mạnh. Nếu mà em khỏe mạnh rồi em có thể bảo vệ được chị. Em ngoan lắm. Vậy thì nhớ học thật giỏi, lớn thật nhanh để còn bảo vệ chị nhá. Vâng ạ. Anh kia, anh là ai? Sao ở trong nhà tôi? Chị Dương, đứng ra đằng sau lưng em đi, để em bảo vệ chị. Em không cần phải bảo vệ chị đâu, vì anh ý là người tốt đấy. Người tốt? Dạ, em chào anh ạ. Ngoan quá, sau này nhất định phải bảo vệ chị đấy nhá. Dạ, vâng ạ. Mà anh ơi, chị em giỏi lắm đấy, chị em có võ công siêu đẳng luôn. Chị ơi, hôm nay cô giáo em bảo là sắp đến hạn nộp học phí rồi đấy, nhưng mà chị đâu có tiền đâu. Thế thì em phải nghỉ học hả chị? Em đừng lo, hôm nay chị đã có tiền để đóng học cho em rồi, nên là em không cần phải nghỉ học đâu, đừng lo nhá. Thôi được rồi, bây giờ em vào trong kia cất cặp sách đi, rồi rửa tay chân nhá. Chị sẽ mua đồ ăn thật ngon cho em. Yeah, vui quá, em sắp có đồ ăn ngon rồi. Tôi xin lỗi đã để anh phải thấy cảnh này rồi. Tôi không sao đâu. Mà cô giỏi võ lắm nhỉ? Tôi học từ nhỏ với bố nên cũng biết chút ít. Được rồi, vậy thì cô có giấy bút chứ? Đây. Đây, cô đến địa chỉ này và gọi vào số này nhá. Có lẽ công ty này đang cần tuyển vệ sĩ đấy. Thật sao ạ? Thật. Cảm ơn anh. Thôi, tôi phải đi về đây. Chào cô. Khoan đã, tôi định mời anh ở lại đây ăn cơm. Không cần đâu. Hôm nay tôi có việc đột xuất rồi. Tất cả chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Vậy tôi chào anh. Dù sao thì cảm ơn anh rất nhiều. Anh tốt bụng chuẩn bị đi đâu à? Bởi vì anh có việc nên anh phải đi rồi. Nhưng mà chắc là sẽ còn gặp lại em thôi. Vâng ạ, em chào anh.
mời cô vào trong. Tôi thật sự là được nhận rồi sao? Vâng, đích thân chủ tịch đã thông qua cho cô rồi. Chủ tịch sao? Đúng vậy đấy. À, cô vào đi. Chào cô. Từ ngày hôm nay trở đi, cô sẽ là vệ sĩ chính thức của tôi. Thế hóa ra anh chính là chủ tịch của công ty SVM à? Ừ. Wow. Ừ. Vậy công việc của tôi thì tôi sẽ phải làm gì? Này, thế chắc anh bị lắm người ghét lắm nhỉ? Sao cô lại hỏi như vậy? Thì giống như kiểu trong phim ấy, mấy cái ông trùm mà có chức vụ to hay bị người ta ghét, có người truy đuổi. Thế nên á, mới cần phải thuê bảo vệ, vệ sĩ chứ. Cô đấy, bớt ảo phim lại đi. Tôi chỉ đơn giản là muốn có một người bảo vệ bên cạnh thôi, với cả phụ tôi một vài việc cơ bản, chứ không phải là suốt ngày đánh đấm như kiểu trên phim đâu. Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy rốt cuộc là tôi phải làm công việc như thế nào? Ờ thì đi bên cạnh tôi. Thế cô định là cứ đứng ở đây nhìn tôi chằm chằm làm việc mãi như vậy sao? Ờ, nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Với cả công việc của tôi là phải bảo vệ anh mà. Tôi ngồi làm việc thế này thì làm gì mà có nguy hiểm? Vậy thì... À, hay là cô cứ ra ngoài đi dạo vòng công ty đi, rồi xem mọi người làm việc, học hỏi thêm. Để ngày mai nhé, tôi sẽ thu xếp một người để training cho cô một vài công việc cơ bản. Vậy bây giờ tôi đi ra ngoài nhé. Ừ. Ai, dáng vẻ vụng về đáng yêu của cô ấy bây giờ đúng là khác một trời một vực với cô gái lạnh lùng đáng sợ mình từng gặp mà. Vệ sĩ mới của chủ tịch đấy. Chủ tịch mà cần vệ sĩ cơ? Nhưng mà tôi đoán là cũng chẳng ra gì đâu. Mọi người xem CV của cô ta chưa? Còn chưa học xong cấp 3. Cái gì cơ? Thế tức là vô học à? Thôi, nhưng mà công nhận là trông cũng xinh xẻo phết nhỉ. Chỉ thế là nhanh. Này, cô đang xem cái gì đấy hả? Chủ tịch bảo tôi là cần xem chỗ tài liệu này để còn nắm bắt được tình hình của công ty. Cô xem thì hiểu được bao nhiêu? Tôi... Làm ơn đấy, đừng đụng vào mấy cái này nữa, được không? Tôi không biết là tại sao mọi người lại không thích tôi, nhưng mà tôi chỉ đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà chủ tịch giao phó cho tôi mà thôi. Tôi biết là về học thức, tôi không thể bằng mọi người ở đây được. Nhưng đấy là biến cố xảy ra mà tôi không hề muốn có. Bây giờ tôi cũng chỉ mong muốn mình sẽ có một cuộc sống ổn định, một công việc ổn định để tự lo cho bản thân và lo cho những người thân xung quanh tôi. Tôi không ăn trộm, không ăn cướp, không hại ai cả. Vậy thì lỗi của tôi là ở đâu? Tôi vẫn muốn được cố gắng làm việc, nên tôi xin mọi người hãy cho tôi một cơ hội. Chủ tịch, anh về sớm thế ạ? Tôi tìm mãi mà không thấy. Tôi có một chút việc. Của cô này. Đây là gì vậy ạ? Đây là sách và một vài chương trình học tập tôi chuẩn bị cho cô. Tôi biết là cô vẫn muốn đi học, nhưng mà điều kiện không cho phép. Vậy thì từ bây giờ là hãy làm sao mà cố gắng học thật giỏi để mà hoàn thành ước mơ của mình nhé. Cảm ơn chủ tịch. Đây, cô ngồi ở đây, bác sẽ mở ra học bài, còn tôi sẽ ngồi làm việc ở kia. Nhưng... Không có nhân nhị gì hết, là cô vừa học, vừa bảo vệ tôi. Cô chỉ cần ở bên tôi như vậy thôi, thế nhé. Có ai ở đây không? Chúc mừng em đã lấy bằng cử nhân. Không ngờ là thời gian ngắn như vậy mà em tiến bộ quá. Chúc mừng Dương. Ừ,
ngày trước tôi đối xử không tốt với Dương, mong Dương bỏ qua nhá. Làm việc với nhau cũng hơn 1 năm rồi mà, em không để bụng những chuyện đó đâu. Thế còn anh, quà của em đâu? Quà của em á? Đương nhiên là có rồi. Anh tặng anh cho em nhé. Này, ngày trước chẳng phải là em vẫn còn nợ anh một khoản hay sao? Thế bây giờ là lấy tình cảm để trả nợ à?